Kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, các hình thế gây mưa suy yếu nhanh nên Bắc Bộ phổ biến ít mưa và có nắng nhiều trong ngày. Nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày qua, phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Đến với khu vực Trung Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực Quảng Trị, thời tiết trong 3 ngày tới ổn định, trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn, nằm ở khu vực vùng núi phía Tây. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ trong 3 ngày tới do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển đẩy vào nên chiều tối, đêm và sáng sớm vẫn có khả năng hình thành những đám mây dông gây mưa cho khu vực, đặc biệt là các tỉnh ven biển. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam tầng thấp vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết nơi đây. Đáng lưu ý là trong đêm nay và 3 ngày tới do chịu ảnh hưởng kết hợp với gió đông trên cao nên mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng trên khu vực. Cục bộ có nơi có mưa vừa. Trong ngày, trời vẫn có nắng gián đoạn, cường độ không cao. Dự báo nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên phổ biến là từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là 31 tới 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn Biển Đông bao gồm hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn dông. Ngoài ra, ở vùng biển phía Nam bao gồm quần đảo Trường Sa duy trì gió Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động nhẹ. Như vậy, trong 3 ngày tới, các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân sẽ phổ biến ít mưa, có nắng vào trưa chiều. Còn lại sẽ có mưa dông vào chiều tối, tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.